Cảm ơn chị Trâm đã giúp đỡ trẻ em mồ côi. Bây giờ nhà cửa cũng hoàn thành rồi. Chào anh nha. Chào Lục Văn Hưng. Vào luôn anh ơi. Vào trước cửa nhà sợ tới đấy. Chào các bác của chú anh chị nhé. Giờ ô tô vào tận nhà nhỉ? Thanh đấy. Thanh Mira này. Hả? Thanh đấy. Dù mà. Để dập lưng nghe. Đi đón. Dập lưng nghe tốc xứ. Đón con. Xin chào các bác anh chị và mọi người nhé. Hôm nay thì đây, hôm nay có một cái món quà dành cho em Xính Thọt và cả anh em mình trích ra 40.000 hoa quả này và 220.000 tiền thịt lợn. Đấy. Hôm nay là vào để có những rất nhiều công việc ở đây mọi người. Đi vào luôn. Hả? Xách đồ đi vào luôn. Cái đấy xách đồ sang bên kia đi. Cái này nữa, anh cầm nữa. Cả cái quạt nữa đi. Cú từ cầm sổ sách. Đi thôi nha. Thôi vào đây đây, để uống nước đã. Đồ nước sang uống nước kiểu sang bên kia rồi anh ơi. Nhà của Xính là chuyển đồ hết sang bên kia chưa? Hả? Ôi ôi. Quạt thóc. Thành đi đón con này em. Ok. Sổ sách ra. Sổ sách nguyên đấy. Không biết là mang hết đồ sang bên này chưa. Bếp núc các thứ. Hôm qua vẫn là ăn cơm với anh Thành thôi anh ạ. Đấy, xong hết rồi mọi người, sạch sẽ, đẹp đẽ. Xin chào. Sướng chưa? Cái này của mình nhá. Ừ, giường to nhỉ, giường 1m8. Mang cả bàn ghế ra đây hết à? Trên này thì cứ kệ nó đi nhỉ. Phòng này thì chưa, tạm thời là để làm kho thôi mọi người. Đấy, rất sạch sẽ, đẹp đẽ. Còn phòng này thì là phòng em ấy Xính ngủ. Ôi, thanh niên mua cái chiếu 1m6 à? Giường 1m8 nhưng mà chiếu 1m6. Không sao cả. Được rồi. Không có chiếu 1m8 này. Rồi, mua sau cũng được, không vấn đề gì. Khiếp. Tivi to thế. Hộ lắp cái này đi. Hộ lắp cho chú một tí. Cái quạt là món quà của một bác nhá, Xính nhá. Ngồi đi. Hôm nay là anh em mình vào công khai tài chính mọi người ạ. Công khai tài chính cũng như là thông tin tới gia đình xem số tiền dư. Chuẩn bị làm cái lúc vừa chưa? Lúc vừa nhiều nè. Chị tao gọi là có một cái răng đằng sau nữa đấy. Đâu nhà món quà này là của cô giờ xem nào. Của cô Lan nhá. Cô Lan có gửi cho Tam Giác Mạch là 1.000.000 mọi người ạ. Là muốn mua là nhờ cháu mua dùm cô một cái quạt đứng. Thì cái quạt anh em mình mua là 380.000 ở nhà anh Thanh Mai. Cho Xính Thọt còn 500k là cô mua cháu gửi mua thịt đường xá xa xôi lên hoàn thiện công trình nhà cho anh em Xính, cho anh em làm cơm ăn cho ấm cúng nhé, của ít lòng nhiều. Đấy. Thì với 1.000.000 này thì hôm nay Tao Giác Mạch đã chi là 380.000 cái quạt này, 40.000 tiền lê là 420,
420 và 222 220.000 tiền thịt nữa thì nó sẽ rơi vào là 640 tiền thịt, 640 là chi ngày hôm nay. Còn anh em mình bơm xăng hết 50.000 nữa là đi vào là 609. Và hôm nọ có mua thịt gà để cho anh em thợ ăn cơm đấy, thì là món quà của cô Lan là hết 1.000.000 rồi nhá. Đấy, cô Lan gửi cho 1.000.000 đấy, thì là anh em mình đã chi là như vậy, thì thông tin tới mọi người để mọi người được biết đấy. Thì hôm nay là anh sẽ lên là thông tin cho Xính được biết là nhà cửa mình làm hết bao nhiêu và còn dư bao nhiêu tiền nhá. Hôm nay là mang hết đồ về đây chưa? Những cái đồ trước để ở nhà, cái lều trên kia ấy, mang về hết chưa? Hết rồi à? Đó. Thì cái danh sách mà các cô các bác ủng hộ nhà của Xính một chân ấy, thì là anh em mình cũng liên tục cập nhật trong những cái video trước rồi. Và có một video là anh em mình thông tin là số tiền làm nhà là bao nhiêu video đầu ấy. Thì Tam Giác Mạch đã nói rồi là từ căn nhà này trở đi là anh em mình sẽ công khai danh sách các nhà hảo tâm hỗ trợ ngay từ đầu khi làm nhà rồi. Đấy, kể cả nhà anh Pó cũng vậy. Tuy nhiên thì anh em mình cũng sẽ nhắc lại một lần nữa để các cô các bác cùng nhìn lại một lần nữa. Đấy, đây là tất cả thu chi rồi là danh sách các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi. Tuy nhiên thì trước nữa anh em mình cũng sẽ thông tin. Bây giờ đang chờ anh Thành này, rồi chờ gia đình và chờ anh thôn đội trưởng ra nữa. Thì hôm nay chính thức bàn giao nhà cho em Xính. Đấy. Chưa có ấy à? Cái kiềng đâu? Cái kiềng đun nước đâu? Cái kiềng đun nước ở đây này. Ôi giời, nhưng mà ông này không hiểu tiếng Kinh nói khó. Chắc này tao xua tao. Tao. Ừ, được. Thiếu cái chảo không ạ? Đúng rồi. Còn thiếu cái chảo thu nữa. Đây, cho cái chỗ 91 này nó vào thẳng thẳng tí, đẹp tí. Bóp nó vào mà. Bóp đều thì nó vào. Đúng ra là Tao Giác Mạch cũng muốn là không mua quạt nữa, bởi vì đã chuẩn bị vào mùa đông rồi. Nhưng mà món quà cô Lan gửi thì dặn anh em mình là mua thì phải mua cho em Xính. Rồi sau này là vào mùa hè thì em Xính được dùng. Đấy, cái này thì mua để dành. Bây giờ nó cũng vẫn nóng mọi người ạ. Chưa hẳn là mùa đông đâu, nhưng mà sắp tới là vào mùa đông. Thì quà đã đến rồi thì cứ mua thôi, biết làm thế nào cả. Đây là một món quà tân gia của cô Lan dành cho Xính Thọt nhé. Đấy. Ô sao lại đổ thế nhỉ? Vâng. Cái đỉnh tổ cũng mà này. Cái đỉnh tổ ở Ram Bela đấy không? Ờ đỉnh áo cái ống thì cái đấy ta đi xúc cái mi vai cần. Ờ mi vai một cần nó. Đấy, chú vừa đổ thêm cái chỗ này để nó không nước nó cái này bỏ ra được rồi. Để tí khô đã. Hồi sau mình đục tí này nãy chả để luôn rồi giời ơi, chú ơi là chú. Nãy sao không để luôn cái ống nhựa vào ấy, đỡ phải đục. Nước bảo thế, nó bảo là nó sợ nó kẹp chứ này. Không kẹp đâu, lấy cái ống nhựa vào. Nước nôi các thứ là anh em mình đã làm xong hết rồi, điện đóm lắp xong hết rồi. Cửa giả cho nhà của em Xính. Chỗ này thì anh em mình tính luôn là sẽ làm chỗ để chừa chân, nên là khi láng sân là anh em mình cũng đã đổ luôn rồi. Đấy. Cái này sợ nước không bắn thì mới nữa lấy một cái ống cao su vào đây này chú này. À bắn đấy. Ống cao su cho đến đây để đỡ bắn này, nước đỡ bắn. Nhưng mà mình đặt cái xô kia mấy cái mình cũng được. Thì cũng được. Đấy, cửa các thứ ô thoáng thì do là nó hơi rộng một tí nên anh em mình bắn thêm cái sen hoa, gọi là sen hoa. Nói chung là cái sắt ấy, như này. Song song với nhà Pó, nhà của Xính Thọt thì hai cái nhà xong cùng một lúc. Nhà anh Pó thì bây giờ còn chờ cửa nữa thôi. Nhà của Xính thì đã xong xuôi hết rồi, cửa giả mọi thứ chắc chắn. Điện đóm anh em mình đã lắp xong. Bàn bếp ga nước nôi nhà tắm, nhà vệ sinh xong hết. Bệt đi vệ sinh xong hết. Thật sự mà nói thì đến thời điểm hiện tại Tam Giác Mạch vẫn rất là muốn xin cho em Xính là một bộ bếp ga. Nó rơi vào khoảng 1.500.000 là được cả bếp cả bình. Đấy, một cái nồi cơm điện
khoảng 400-500 nghìn gì đó là đi vào 2 triệu. Rồi là đấy là nếu được thôi. Và một cái tủ đựng bát đũa, đồ dùng tư trang các thứ trong nhà, một cái tủ quần áo nữa, giường thì anh em mình đã trích rồi. Đi bảo bố với em đi vào đây, bảo anh xính sang nhưng anh xính chưa sang, thì hôm nay anh thông qua cái tiền nong làm nhà một tí, đi vào đây đấy cho nó xong đi, và hôm nay chính thức bàn giao nhà cho em xính ở thôi. Đấy, đúng rồi, anh em mình có mời anh xính nhưng mà anh xính đang đi mua hàng, không biết có đến kịp không. Đấy, mọi thứ là tóm lại là tất cả các căn nhà thì Tam Giác Mạch làm là đều hoàn thiện 100%. Đấy, và cái số tiền làm nhà mọi người sẽ bất ngờ, bởi vì là được một căn nhà khang trang như này nhưng mà số tiền nó lại nói chung là thấp thôi mọi người ạ. Đấy, hôm nay xem là số tiền là dư xem như thế nào. Đó, chuẩn bị là làm một cái chuồng trại. Đấy, đây con mau của má, mình cần con mau má. Đâu nhỉ Thành, đâu nhỉ? Rồi. Đi vào đây đi để anh thông qua một tí cho cả nhà cùng nắm được, xong là cùng nhau làm cơm ăn. Hôm nay thì anh mua ít thịt với hoa quả lên. Đấy, Quyết hộ làm cơm đi, Quyết với Hưng hộ làm cơm đi. Bây giờ là chính thức xong nhá. Cửa đúng rồi, nấu ở nhà của nấu bên kia sau bên ra đây. Thì cũng được, ngồi đây cho nó mát. Nhá, tình hình là trao đổi với hai bố con nhá, là chưa đầy một tháng là mình đã xong nhà rồi. Cửa xong, bếp xong, nhà tắm, nhà vệ sinh, điện đóm các thứ. Bây giờ là nhà này là không thiếu một cái gì là chưa làm cả. Chỉ có thiếu là cái hiên, sau này mà muốn dài thì thanh niên có làm được tiền thì tự độ thêm cái hiên nó dài một tí. Đấy, thì bây giờ là cháu sẽ thông qua cái danh sách các nhà hảo tâm đã giúp thằng cháu của mình. Thứ hai là thông qua cái chi tiêu xem là nhà mình đã chi tiêu những cái gì để gia đình cùng nắm được, và quý khán giả nhà hảo tâm nắm được. Chọn lấy cái mic nữa vào đây. Đấy, để cho mọi người cùng nắm được và tính xem số tiền dư xem là như thế nào. Đấy, trước tiên là có một cái chưa giải quyết, đó là cái vấn đề là số tiền là 15 triệu cho mẹ của Thành đấy, thì là chỗ đấy chưa giải quyết, nhưng mà trong nữa anh em mình sẽ nói chuyện sau. Đi nhá, uống nước đi, làm nướng uống nước đi nhỉ. Uống nước chụp. Tình hình nhá là đồ đạc của Xính thì anh em hỗ trợ mang sang đây hết đi. Đồ nấu nướng rồi là bàn ghế thì đây, trước là đã mua trên lều rồi. Trước mua bao nhiêu thì cho cháu nó xin lại đồ sang bên này để nó tự sinh hoạt. Đấy, còn một con chó chưa mua nữa thì cũng tổng hợp ở đây rồi. Trước cô bảo mua một con chó nữa mà, để cho nó vui nhà vui cửa thế. Thì nhà làm là đúng ra nhà làm chưa đến một tháng. Cái nhà làm được 2 tuần hơn một tí. Và cái tần suất phát video thì anh em mình ghi hình và phát dần, nên là nó sẽ chậm hơn so với cái tiến độ nhà một tí. Ví dụ hôm nay là ngày 18 nhưng mà video này khả năng nó sẽ phát vào tầm 20-21. Đấy, nó là như thế mọi người ạ. Thì nhà của em Xính và nhà của Pó là hoàn thiện rồi. Thì trước tiên là thay mặt cho gia đình thì kênh chân thành gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, cô bác anh chị trong và ngoài nước đã hỗ trợ cho cháu Xính được một căn nhà khang trang sạch sẽ như hiện nay. Đấy, đấy. Cũng rất là khó khăn, từ thời điểm đầu anh em mình lên là cũng không xác định là kêu gọi được tiền đâu. Tuy nhiên thì với cái niềm tin của các nhà hảo tâm dành cho bản thân Tam Giác Mạch, kênh Tam Giác Mạch và anh em trong nhóm, thứ hai là dành tình thương cho em Xính Thọt, thì cũng đã được tiếp cận với y học hiện đại ở Bệnh viện Việt Đức. Sau đó là tiếp tục là các cô bác anh chị gửi thêm tiền về để mà làm nhà. Thì đến hôm nay là bản thân Tam Giác Mạch cũng đã hoàn thành trách nhiệm, đó là gọi là
hoàn thành mong muốn của các nhà hảo tâm, giúp đỡ gia đình của cháu Xính có một căn nhà đẹp, sạch, chắc chắn và kiên cố. Thì bây giờ Tàng Giống Mạch xin phép được thông qua các cái nhà hảo tâm đã gửi tiền. Thì Tàng Giống Mạch đã nói rồi nhé, là cụ thể thì anh em mình đã có một cái video rồi từ khi chuẩn bị làm nhà. Tuy nhiên hôm nay Tàng Giống Mạch đọc thêm để cả nhà cùng biết, là gia đình là chưa nắm được các nhà hảo tâm ủng hộ. Đầu tiên là một chị giấu tên ở Hải Phòng là gửi 500 ngày 14 tháng 6. Nguyễn Thị Vi là 500.000 ngày 14 tháng 6. Cô Bảy ở bên Úc là 2 triệu ngày 15 tháng 6. Trần Thị Lan 200.000 ngày 15 tháng 6. Tống Ngọc Linh 300.000 15 tháng 6. Cô Đặng Thị Huệ 500.000 thì để mua nạng và mua cái nạng và mua lung tung ấy. Tóm lại là Tàng Giống Mạch là tổng hợp chung, còn những cái đã chi thì cụ thể ở trong video, các video làm nhà cũng như là các video mà anh em mình liên với nhà Xính đã nói rồi. Đấy. Tiếp theo là cô Thúy Liễu ở Cao Bằng là gửi 500.000. Nguyễn Thị Hiền gửi 400. Nguyễn Thị Nguyệt gửi 300. Và cô Tuyết ở bên Mỹ là gửi 3 triệu. Đấy, chị Thu là gửi 200. Riêng chị Dương là gửi 23.140.000. Cô Trinh là gửi 400.000. Đó. Tiếp theo là chị Thảo Nguyên gửi 200. Cô Dung ở viện 103 gửi 500. Bác Chu Nguyễn gửi 3.600.000. Đỗ Sinh Lan gửi 1 triệu. Mia Nguyễn gửi 614.000. Một cô giấu tên ở Tây Ninh gửi 1 triệu. Em Nhung gửi 150.000. Cô Lân gửi 1 triệu. Phạm Thị Lưu gửi 600. Thu gửi 300. Tiếp tục nữa là chị Dương lại gửi 450 đô nữa, tức nghĩa là nó rơi vào 10.350.000. Đó. Tiếp theo là Thanh Xuân gửi 1 triệu. Trần Thị Minh Hải gửi 300. Lê Thị Ngọc Nhuần gửi 300. Chị Tuyền cộng chị Hằng gửi 10 triệu. Bà Chiến gửi 300. Cô Liễu gửi 1 triệu. Cô Nhàn ở Hà Nam gửi 500. Cô Trang gửi 30 triệu. Đó. Cô Trang 30 triệu là tính là trước kia là ở trên kia bảo mua đất thì cô hỗ trợ, nhưng mà anh tổng hợp lại luôn. Tiếp theo là bà Vân, cô Phương, cô Tâm, cô Dung và cô Thủy gửi 8.104.000. Chị Phương ở bên Mỹ gửi 2.300.000. Đỗ Thu Thủy gửi 500. Cô Huê ở gần viện 103 gửi 1 triệu. Đặng Thị Huệ gửi 300. Nguyễn Thị Nguyệt gửi 300. Nguyễn Thị Chu gửi 7.200.000. Cô Quyên ở quận 7 gửi 4 triệu. Giáo hội Phật giáo Chùa Đọ Mỹ Hào Hưng Yên gửi 10 triệu. Nguyễn Thị Bích 1 triệu. Đặng Thị Huệ gửi thêm 200. Cô Hoa Vũ gửi 1 triệu. Cô Lụa gửi 300. Di Nguyễn gửi 5.184.000. Christina Hồng gửi 2 triệu. Và riêng cô Thanh Thị Nguyễn thì là Tàng Giống Mạch đã nói rồi. Những cái lần anh em mình mua thức ăn thì đã nói rồi là cô ấy gửi là 3.240.000 cho vợ của em Sử bị bỏng cổ ấy. Tuy nhiên thì sau video anh em mình lên có lên sóng là lòng tốt bị lợi dụng, thì cô đã chuyển sang cho nhà Xính một chân để làm tiền ăn cho anh em thợ, và trích 1 triệu là cho Tam Giác Mạch. Đó là như vậy. Tiếp theo là Tô Thị Thái là gửi 200.000. Đó, đấy là tất cả những nhà hảo tâm mà gửi tiền cho mình để làm nhà. Thì theo em thì vẫn cảm ơn các bác các chú cũng có danh sách ở trong đấy, em cảm ơn tất cả các bác các chú và các cô rất là nhiều vì đã hỗ trợ cho em Xính chân thò. Đấy, thì tổng số tiền mà anh nhận được trong suốt quá trình ban đầu là kêu gọi đi chữa chân. Chữa chân thì chi phí bao nhiêu mình cũng đã trừ đi rồi. Thì và sau đó là các bác gửi thêm tiền để mà dựng nhà ấy là 127.942.000 mọi người nhé. Xin được nhắc lại là 127.942.000 là số tiền kêu gọi cho Xính. Đấy. Thì tiếp theo là đến các khoản chi tiêu nhé.
Số tiền nhận được thì Tam Giác Mạch đã nói rồi. Thì chi tiêu thì cũng trao đổi với hai bố con, gia đình và tất cả mọi người là tất cả cái hóa đơn này là của nhà anh Thanh Mai này, của nhà chú Long Sáng buôn đồ nội thất và vật liệu thì anh em mình là có tổng hợp ví dụ như là vật liệu của anh Quân chở thì là cũng ghi rõ, rồi là cửa của anh Duy làm thì anh Duy cũng tổng hợp ghi rõ ở đây rồi, thì anh em mình sẽ thông qua dần dần nhé. Hôm nay là cháu là cô nhá, hôm nay cháu thông qua danh sách các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho cháu Xính này để cho cả nhà cùng lắng nghe. Uống nước đi. Chú uống nước chú. Chị có sát sinh. Chí mà nhỉ? Anh thông qua hết đã xong là chính Xính sẽ là người nói lời cảm ơn sau cùng nhất. Đấy. Tiếp theo nhá, đầu tiên là tiếp theo là anh em mình thông qua chi tiêu nhà của Xính Thuật. Thì tổng số tiền mà mình đã chi hết thì là 107.372.000. 107 triệu là có nhà bao nhiêu mét nhỉ? 7.5 m nhân 6 m là 42, gần 45 m riêng căn nhà. Còn bếp nữa, bếp là 3 m nhân 6 m là 18 m. Đó, có ống khói đầy đủ để đun bếp, có bàn bếp ga, có chậu rửa, có nhà vệ sinh ốp tường đàng hoàng, lát sạch sẽ. Đấy là và có giường, một cái giường 1.8 m, chăn chiếu đầy đủ. Đó. Tóm lại là về cơ bản. Kệ nó đi, đóng vào cho nó gọn gàng cũng được, không sao. Thì 107 triệu là đã có được một căn nhà như thế này rồi. Nói chung là gia đình cũng hỗ trợ hết sức là tuyệt vời đấy. Thì nó mới đỡ được. Ví dụ như tiền đào móng, đào công các thứ, rồi là san nền các thứ là gia đình làm này. Đấy, trong quá trình làm thì cũng phụ anh em nữa. Thì với số tiền là 107 triệu là được một căn nhà như thế này. Thì xin được thông tin với mọi người nhé. Tổng chi nhé. Đầu tiên là về vật liệu xây dựng tổng hợp là gạch, xi, sắt, bột, sỏi, cát chát của anh Quân chở là 35.693.000. Thì trong đó cụ thể là gì? Là gạch là 1.500 viên nhân với 8.500 là đi 12.750.000. Xi măng Mark 30 là 95 bao là đã đi 87.000 một bao là 8.265. Sắt phi 12.9 cây nhân 122.000 là đi 1.098. Phi 6 42 cân nhân với 20.000 một cân là 804. Thép ly 3 cân là đi 90.000. Cát chát 1 xe 4 khối nhân 900.000 một khối là 3.600.000. Bột xay, cái bột đá cộng đá 1-2 tổng là 6 xe 18 khối nhân với 500.000 một khối thì lên 9 triệu. Đấy. Tổng số tiền vật liệu tổng hợp mà anh Quân chở cho mình là 35.643.000 nhé. Đấy. Tiếp theo là có cái hôm mà nhờ hờ chở đấy, là chở nóng bởi vì là anh em hết gạch làm rồi. Cũng một phần là do là các bãi gạch là đều bị cháy gạch và gạch non không thể chở kịp được, nên là hôm đấy mua thêm 400 viên hờ chở là 8.000 một viên là đi 3.200.000. Đó. Tiếp theo tiền công của anh em thợ là 25 triệu, là tất tần tật từ xây móng, chát, rồi lát, rồi mọi thứ ở đây trong nhà này là 325 triệu, giống như tất cả các căn nhà khác, hoàn thiện từ bếp đến nhà vệ sinh đến ống khói, đến tóm lại là khung cứng của căn nhà. Tiếp theo là tôn cộng sắt nhá, tôn mái và sắt kèo ở bếp, úp sườn, úp nóc, đinh vít các thứ là nó hết 9.375.000. Thì cụ thể là tôn 3 lớp rêu là giá là 6.377.000. Cái này thì Tân Giang Mạch sẽ
chụp hóa đơn và kèm ở trên video hết, mọi người có thể tiện theo dõi, đặc biệt là các nhà hảo tâm sẽ nắm được. Tiếp theo là sườn 30 xanh rêu giá 444.000, nóc 30 xanh rêu 225.000, vít 7 là 140.000, hộp mạ 4x1, 4 hộp 44 ấy, nhân 1 ly ấy, là 1.975.000. Hộp mạ 4x8 nhân 1 ly là hết 213.000. Tổng là hết 9.375.000 cộng thêm với 630.000 tiền cước gửi từ Hà Giang lên đến Yên Minh, và từ Yên Minh vào đây là 300 nữa, tổng hết là 930.000 tiền cước nhé. Là vật liệu là như vậy, là tôn sắt. Còn cửa và công bắn mái thì là hết 15.376.000. Đấy, cửa và công bắn mái nhé. Công bắn mái này thì anh Duy bắn cho 1 mét là anh Duy bắn mái cho mình. Và cụ thể nó là như này. Cửa nhôm của hai cái phòng của mình ấy là hết 1 triệu, à hết mỗi một cửa là hết 1.397.000. Đó, diện tích thì anh Duy lấy là 1 mét là 800.000 mà. 1 mét vuông đấy. Tiếp theo là cửa sắt. Cửa sắt thì tóm lại là anh Duy ghi tổng hợp thì là anh sẽ gán lên cho trên màn video ấy, mọi người có thể cụ thể hơn. Anh Duy tổng hợp và ghi số liệu ra đây rồi. Tao giấc mạch thì không hiểu lắm, anh ấy ghi ví dụ như 1 mét nhân 1 mét 19 ấy, gì gì đấy. Thì tổng số tiền mà riêng cái tiền công bắn mái nhá là hết 2.513.000. Đấy. Còn đâu là tiền cửa? Tiền cửa là hết 12 triệu. 12 triệu mấy nhỉ? Để anh chịu cộng trừ xem nào. Cộng tiền cửa, tiền công làm cửa này và tiền công bắn mái là hết 15.376.000. Là tất cả các cái ô sen hoa này, cửa sắt, cửa nhôm, rồi là ổ khóa, rồi là cửa sổ, cửa bếp nhá, là từng đấy. Tiếp theo là gạch lát, sơn, cái bệt đi vệ sinh, chậu rửa, vân vân. Tổng hợp là mua nhà Đức Nhạn thì là hết tất cả là 10.180.000. Thì trong đó là gạch 50-50 là hết 44 hộp nhân với 90 là ra 3.960.000. Gạch 30 nhân 30 tức là cái gạch mà mình gạch 30 nhân 30 là cái gạch gì nhỉ? Gạch lát nhà 8 đấy là hết 6 hộp, mỗi hộp 100 là hết 600.000. Gạch 12 nhân với 50 tức nghĩa là cái gạch mà ốp chân tường này này là hết 80 viên nhân 12.000 là bằng 960. Gạch 30 nhân 60 là cái gạch ốp nhà tắm là hết 13 hộp nhân 100 là hết 1.3 triệu. Tiếp theo là gạch 60 nhân 60 để lát bàn bếp là hết 4 viên nhân 75.000 một viên thì là 300.000. Sơn lót 3 thùng là hết 1.350.000. Sơn màu 2 thùng 4 là thành 900.000. Một cái bệt đi vệ sinh đấy, bồn cầu đấy là 750.000. Đấy. Cái chổi quét và lu lăn sơn đấy là hết 60.000, tổng là 1.180.000 là tiền gạch lát, sơn, bệt tổng hợp. Và sau đó là anh thêm mua thêm một cái lọ sơn trang trí bé bé kia ấy là 580.000. Tiếp theo đồ điện tổng hợp mua ở nhà của anh Thanh Mai là hết 2.478.000. Thì nó rất nhiều cái lách sách lặt nhặt nhỏ như là gen to, gen nhỏ, ống 27 này, rồi là bóng LED 40W, bóng 65W, rồi là các cái đuôi vặn điện này, rồi dây điện, rồi là ống gen,
rồi là băng tan, rồi là những cái cút nhựa để lắp ở nhà vệ sinh, những cái cút để lắp nước, những cái van nước, rồi là những cái dây cấp, rồi là nhiều lắm, ống này, rồi là ống 90 này, rồi là găng tay cao su trong quá trình để hỗ trợ anh em xây nhà đấy, rồi là dây điện này, rồi là bờ lô cái lợp mái bếp đấy, tổng hợp anh em mình tổng hợp hết và cũng sẽ có chụp để lên trên màn hình cho cô ba anh chị nắm được cho dễ, là hết 2.478.000. Đấy. Tiếp theo là cái téc nước 1 khối 2 là hết 2.200.000 nhé, cái téc nước ấy. Tiếp theo giường chăn ga gối đệm chiếu hôm qua mua là hết 2.590.000. Thì cụ thể là một cái giường 1m8 là 2.000.000 đồng, một cái chăn là 300.000 đồng, một cái chiếu 70.000 đồng, một cái màn là 180.000 đồng, một cái gối là 40.000 đồng. Đấy là anh còn chưa mua được cái đệm, bởi vì là tí nữa anh sẽ trình bày lý do sau vì sao chưa mua. Tiếp theo là cái hôm mà anh nhờ anh Hoàng chở tôn sắt các thứ lên là mua thêm 50 viên gạch là 300.000 nhé. Mua tại xưởng là 6.000 một viên. Và anh Hoàng anh hỗ trợ là chở miễn phí lên đây thôi, nói thật. Và bình thường công một cái chuyến cước xe thùng ở Yên Minh vào đây ít nhất cũng 700.000. Nhưng mà anh Hoàng chỉ lấy của mình 300.000 thôi. Là anh ấy nói thật là giúp xính thọt thì anh chỉ lấy cái tiền dầu, còn tiền công thì anh không lấy. Cảm ơn anh ấy. Đấy, lúc nào anh Hoàng lên thì nhớ lời gửi lời cảm ơn anh ấy nhé. Tiếp theo là công tắc điện từng phòng này, anh mua riêng ở nhà Tân Dịu bởi vì Thanh Mai không có, là 100.000. Đấy. Tổng tất tần tật là hết 107.372.000. Nó là như vậy. Thì thông tin cho gia đình được biết. Số tiền nhận là 127.942.000. Đấy. Tổng chi là hết 107.372.000. Và số tiền còn dư là 20.570.000 đồng. Đấy. Thì là còn dư là như thế. Thì về phần chuồng trại thì chỗ này là cả cái tiền mua chó các thứ đấy nhá. Mấy nữa mình trích ra mua con chó nữa cho nó, để cho nó trong nhà. Còn những cái chi khác rồi thì mình không nói, bởi vì đã thể hiện rõ ở trên video. Và những cái lần chi thì anh em mình đều cũng đã nói hết rồi. Thì quý khán giả, các cô, các bác có thể xem lại những cái video mà anh em mình chi tiêu về nhà của em Xính. Còn hôm nay là một cái video tổng hợp là các cô bác gửi tiền và anh em mình đã chi những cái gì. Thì tất cả những cái chi thì đều có hóa đơn, và đây là hóa đơn viết tay thôi, có cả số điện thoại các thứ. Thì cô bác anh chị có thể, nếu như mà để cho khách quan, thì cô bác anh chị có thể gọi theo số điện thoại ở trong hóa đơn này để kiểm chứng, nếu như mà để khách quan đấy. Còn là tất cả những cái này là tổng hợp rồi. Còn chỗ anh Duy thì anh Duy là viết tay ở trong sổ, thì là như vậy. Thì trong thời gian tới thì là gia đình sẽ làm một cái chuồng. Nhà của Xính thì anh em mình nói luôn là cái chuồng thì sẽ dựng bằng gỗ thôi, bởi vì bây giờ dựng bằng gạch thì lại mất rất nhiều tiền, mà số tiền dư thì không còn nhiều. Đó. Thì bản thân kênh cũng một lần nữa là hiện tại là tivi là có rồi. Đấy, quạt có rồi, giường ngủ có rồi, bàn ghế thì tạm thời như vậy, bếp các thứ thì hiện tại là đang còn thiếu là một bộ bếp ga là khoảng 1.500.000, một cái nồi cơm điện khoảng 500 là 2.000.000, rồi là một cái tủ bếp khoảng 1.800.000 nữa là 3.800.000, một cái tủ đựng quần áo tầm 2.500.000 nữa. Đấy, tổng là sẽ đầy đủ hết mọi thứ cho em Xính tự bước vào cuộc sống. Bây giờ còn thiếu những cái đó nữa thôi. Thì trong video này Tam Giác Mạch một lần nữa là mong muốn xin trợ duyên cho em nó, là
những cái vật dụng đó để em ấy tự có thể là sinh hoạt ở bên này. Đấy. Thì bây giờ Xính sẽ nói lời cảm ơn gửi tới các cô các bác đã gửi tiền cho mình nhé. Và đây đây đây, cầm mic và nhìn vào máy quay. Cảm ơn. Đấy. Các cô. Cầm mic đi, cầm mic. Cầm cái mic này. Nói luôn. Xin chào các bác, các chị, các cô các bác. Cảm ơn. Chị Tâm. Chào, cảm ơn. Thôi em nói tiếng Mông đi, em nói một câu cảm ơn tiếng Mông cho nó rõ ràng đi. Lũ Mông có hãy cầu sơ sách dâng dâng kìa. Sơ sách từ Pau ấy, cho là chị Lào sơ đời cho chị Lối cho Pau sơ đời nhá. Sơ sách đi Lào. Tóm lại là mọi người hết sức thông cảm và hiểu cho em Xính là một người không được đi học một chữ nào cả. Thế nên là những cái giao tiếp, những cái câu nói, những cái sự chia sẻ của em ấy thì nó rất là ngây thơ, hồn nhiên và nó rất là gọi là xuất phát từ tận đáy lòng là như vậy. Tất nhiên để tròn vành rõ chữ hay là để nói hay thì em ấy không biết trình bày, nghĩ được nhưng mà diễn đạt không được. Đấy, thì là em Xính cũng vừa một gửi một lời cảm ơn tới các cô các bác đã giúp đỡ mình có căn nhà và được tiếp cận với y học phát triển để biết được căn bệnh của mình. Đấy. Còn bản thân kênh thì cũng đã chia sẻ rồi. Thì cũng chỉ biết là biết ơn rất là lớn đối với các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em Xính. Thì anh em mình cũng đã cân đối hết sức và với số tiền như vậy, được căn nhà như vậy thì cũng chỉ biết chúc mừng em Xính là đã có được căn nhà khang trang, sạch sẽ. Đấy. Bây giờ chú sẽ thay mặt gia đình gửi một lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm. Chú cảm ơn chị Trâm đã giúp đỡ trẻ em mồ côi. Bây giờ nhà cửa cũng hoàn thành rồi. Làm cái gì cũng an khang rồi. Làm cái gì cũng tốt đẹp. Điện liếc các loại có, tivi có hết rồi. Cảm ơn chị Trâm còn giúp ít tiền nữa. Các mọi người... là giúp cho thằng trẻ em không có bố mẹ là cảm ơn nhiều lắm rồi. Thế nha. Đấy là mọi người ạ, thật sự rất là vui. Bây giờ là có nhà mới ăn Tết rồi, có tivi xem thì cố gắng trong cuộc sống nhá, là vươn lên. Sau này mà có cô nào đấy mà bén duyên với cô nào đấy thì cũng sẽ tiếp tục là tính sau. Hy vọng là sau nhà cửa xong rồi thì sẽ lấy được vợ. Còn bây giờ là gia đình sẽ hỗ trợ cháu và hỗ trợ Xính nữa làm cái chuồng nữa. Thế thì cái chuồng, cái polo này mình tự nhiên là hay. Thì bây giờ số tiền còn dư này thì mình sẽ cân đối ở đây thôi. Cân đối đây đây. Còn em mình khắc chợ mình cũng được. Vâng, giả dụ như là mình các mua có thêm các bác mà hỗ trợ tiền để mua bờ lô làm chuồng trại và mua bếp ga, mua tủ đựng quần áo, mua tủ đựng bát đũa, mua nồi điện thì anh em mình cũng sẽ xin nhận và sẽ gửi tới gia đình của cháu Xính. Hoặc nếu cô bác anh chị nào mà sắm một bộ bếp ga mới rồi, bộ gia đình mình không dùng nữa, bộ cũ không dùng nữa thì có thể gửi lên cho em nó. Thì Tam Giác Mạch có một cái vỏ ga nữa thì sẽ hỗ trợ luôn. Còn không thì cũng sẽ chăm sự là nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ. Ví dụ nồi điện các bác mà đã thay mới rồi thì cái nồi cũ vẫn dùng được thì có thể gửi lên. Anh em mình cũng sẽ mang hết vào cho em Xính để em Xính bắt đầu một cuộc sống mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Một lần nữa là xin cảm ơn các cô các bác đã hỗ trợ cho gia đình của cháu Xính. Cái vấn đề một cái số tiền ấy, như cô với gia đình trao đổi trước là 15 triệu ấy, thì bây giờ cháu nói thế này này, thì là bây giờ đưa cho cô 15 triệu để cái miếng đất này thì cháu Xính sẽ hết cơ hội để mua bò rồi. Thì bây giờ cháu chỉ muốn xin là cô tính xem là đằng nào bây giờ mình cũng không có tiền rồi, tức nghĩa từ trước giờ mình vẫn thế rồi, thì bây giờ cháu sẽ đưa cho cô 15 triệu thì số dư của Xính sẽ còn là 5.570.000 thì không mua được bò. Thì đang muốn là
thôi thì bây giờ cô đã thương thì thương cho chót, thì số tiền 20 triệu này mình sẽ mua bò. Sau đó là nuôi bò xong thì con đầu tiên đẻ ra sẽ là dành cho cô. Thì cô phương án này cô có đồng ý không? Đấy. Chú.